Xin chào mọi người, như trong video trước thì The Dark Coffee đã giới thiệu với tất cả anh chị em cũng như là quý khách hàng một cái sản phẩm mà The Dark Coffee mới nhập về. Thì đến hôm nay thì The Dark Coffee cũng đã test cũng như là trải nghiệm thực tế. Và hôm nay The Dark Coffee sẽ làm một cái video review chi tiết về các cái tính năng cũng như là chiết xuất của cái dòng máy 2 boiler 3 trong 1 mà The Dark Coffee đang phân phối ha. Thì trước tiên thì chúng ta quan sát về cái bề ngoài của em nó. Thì tất cả bốn xung quanh máy đều được làm bằng inox 304 không gì ha. Cái ưu điểm của cái dòng thứ nhất, ưu điểm đầu tiên về cái dòng máy này là nó nói chung là nhìn tương đối là đẹp, tương đối là sang và có cái gì đó rất là lạ ha. Đó, em nó thì cũng giống như các cái dòng chuyên nghiệp mà The Dark Coffee đang cung cấp cho các cái quán cũng như là các cái nhà hàng khách sạn ha. Thì em nó được cấp nước trực tiếp ha. Thì chúng ta có thể là trường hợp chúng ta xài nước bình cũng được hoặc là cấp nước trực tiếp luôn cũng được. Tất nhiên nhà sản xuất sẽ khuyến cáo chúng ta cấp nước trực tiếp cho máy để nó đảm bảo cái vấn đề hoạt động của máy cũng như là hỗ trợ cho cái bơm nó tuổi thọ nó cao hơn. Phụ kiện đi kèm của em nó thì sẽ bao gồm thứ nhất là ba tay cầm ha. Riêng dòng này thì sẽ có ba tay cầm tại vì nó là dòng 3 trong 1, vừa xay cà phê này, vừa pha cà phê và vừa pha trà, thì nó sẽ có thêm một cái tay pha trà này nữa và cũng hai tay double và single như các cái dòng khác ha. Thì về trước tiên về cái tay cầm này, đánh giá về cái chất lượng tay cầm thì phải nói tay cầm nó làm rất là chắc chắn, rất là nặng, rất là đầm tay ha. Tiếp đến đó là cái sách hướng dẫn của máy, thì gần như cái dòng nào cũng thế đều sẽ có sách hướng dẫn để sử dụng sản phẩm ha. Và cái đến đó là một cái van giảm ép. Đây thì nó là một cái van giảm ép để cho chúng ta khi mà đấu nước trực tiếp, những nguồn nước mà nó có cái áp suất lớn thì chúng ta phải sử dụng cái van giảm ép này để tiết giảm cái áp suất lại cho nó đảm bảo cái độ an toàn cho máy ha. Rồi, đó là những cái phụ kiện đi kèm của máy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cũng như là quan sát thêm về bên ngoài của em nó. Trên đây là cái hopper đựng cà phê hạt này để xay này. Đó, ở dưới này thì nó sẽ là tích hợp cái máy xay luôn, cho nên là đây sẽ đựng cà phê hạt để xay trực tiếp xuống dưới này. Rồi cái hiệu phụ này thì nó khoảng tầm đựng khoảng tầm là 200 cho đến 300 gram cà phê hạt ha. Trên này thì nó cũng có sử dụng cái chỗ này để sửa ly, sửa tách ha, để cho những khách hàng uống latte cabu hay là cà phê nóng. Đó. Phần dưới này á thì em này thì được thiết kế cái khay hứng nước thải này là rời ha, để cho chúng ta có thể là mang đi vệ sinh hay mang đi rửa nó thuận tiện, nó dễ dàng hơn. Vâng, và một cái điểm ưu của em này so với các cái dòng máy thông thường trên thị trường khác á, cùng cái phân khúc giá dao động khoảng tầm 19 cho đến 20 triệu á, thì ưu điểm của em nó đó là sử dụng rất là tiện, rất là đơn giản. Đó. Và cái thứ ba nữa đó là hỗ trợ thêm nhiều cái tính năng để chúng ta có thể là cài đặt cũng như là căn chỉnh để cho nó ra được một cái gu cà phê ok nhất, phù hợp với cho từng quán và từng cá nhân ha. Rồi thì chúng ta sẽ tiến đến cái màn hình chính của em nó. Đây là cái màn hình chính này. Thì trên cái màn hình chính thì nó sẽ có những cái thông số. Ví dụ như đây là hai cái menu xay, chế độ xay này, single và double này. Và trên này thì nó là cái thông số thể hiện cái áp suất của boiler chính ha. Đó, áp suất. Thì áp suất này chúng ta có thể cài đặt thay đổi ok. Rồi chúng ta sẽ vào phần cài đặt đi ha. Đó, em nó là sử dụng cái màn hình LCD tương đối là lớn và cảm ứng rất là nhạy ha. Đó, nó sẽ có hai ngôn ngữ này, ngôn ngữ thứ nhất là Anh và Trung. Đó, cái phần cài đặt thứ hai là cái phần mà cài đặt để cái chế độ cho màn hình của cái máy ha. Rồi cái phần thứ ba là cái phần thống kê cái dữ liệu để chúng ta hỗ trợ chúng ta quản lý cái số lần xay cũng như lần pha trong ngày ha. Thì đây nó có một cái dữ liệu cụ thể chúng ta thấy này, single xay bao nhiêu, double xay bao nhiêu và single pha bao nhiêu, double pha bao nhiêu. Đó là một số cái quan trọng để hỗ trợ công việc chúng ta nó thuận tiện hơn. Rồi tiếp đến một cái tính năng cũng phải nói là rất ok, đó là tắt mở cái boiler vòi steam ha. Trong trường hợp có những khách hàng người ta không xài cái vòi hơi này nhiều hoặc là xài ít, có những người không xài luôn, thì chúng ta tắt cái boiler này đi, tức là cái boiler nó sẽ không hoạt động, không đun luôn. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một cái phần điện năng tương đối là nhiều. Đó, tại cái boiler chính là cái boiler mà nó lớn, nó tiêu thụ điện năng nhiều nhất, còn boiler làm cà phê thì nó nhỏ hơn, tiêu thụ điện năng sẽ ít hơn. Đó, cho nên là chức năng này cũng rất là ok này. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ xem phần cài đặt cho một số thông số, ví dụ như là áp suất này, áp suất boiler rồi ngoài hơi này, rồi đến lượng nước cho single shot này, rồi lượng nước cho double shot này, rồi thời gian xay cho single shot, thời gian xay cho double shot này, rồi cuối cùng đó là điều chỉnh nhiệt độ nước làm cà phê ha. Cái này cũng rất là ok ha, để cho chúng ta có thể tăng chỉnh tùy vào cái
cà chúng ta pha, hoặc là tùy vào cái mức rang của nhà rang, đôi khi là chúng ta cần tăng cần giảm để cho nó có thể hỗ trợ để ra được một cái hương, cái vị cà phê ngon nhất, ok nhất ha. Rồi tất cả những thông số này thì chúng ta có thể cài đặt thay đổi, và nó đều là điện tử hết, cho nên chúng ta cài đặt nó rất dễ, rất đơn giản và rất là chính xác ha. Cái về nhiệt độ này thì em này được quản lý nhiệt độ bằng VAD, cho nên là rất là chính xác, rất là chuẩn ha. Rồi thì để, hôm nay thì đã có phí cũng đã chuẩn bị sẵn, ví dụ như là sữa này, trà này, cà phê này, để chúng ta xíu nữa chúng ta sẽ thử chiết xuất một cái ly cà phê và một cái ly trà, để chúng ta khách hàng chúng ta có thể đánh giá trực quan về cái chất lượng chiết xuất của em nó đó. Thực ra thì đây là một cái dòng máy, mà sản phẩm mà thầy Đại Cà Phê cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu lâu rồi. Thì thứ nhất, cái tiêu chí để thầy Đại Cà Phê đặt hàng, thứ nhất là vấn đề là phải là mẫu mã ok, chất lượng ok và giá thành phù hợp. Đó là một trong ba yếu tố mà thời đại coffee lưu ý đến để mang đến cho những khách hàng những cái sản phẩm nó phù hợp nhất đó. Và cái một một cái cũng rất đặc biệt nữa, đó là tất cả những cái dòng sản phẩm như thế này trên thị trường á, thì thường thường khách hàng khi sử dụng sản phẩm á, người ta sẽ có những cái câu hỏi đặt ra, ví dụ như là chế độ bảo hành như thế nào, rồi hư hỏng hay trục trặc có thiết bị thay thế không. Thì riêng với cái sản phẩm này á, thì thời đại cam kết tất cả những cái linh phụ kiện trục trặc hay hư hỏng thời đại Coffee đều có hết đó. Tại vì đây là một cái sản phẩm đặt hàng từ nhà, trực tiếp từ nhà máy, cho nên là tất cả những cái linh kiện theo máy là thời đại Coffee sẽ có sẵn để phòng cái trường hợp xảy ra trục trặc. Thời đại Coffee sẽ hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhanh nhất ha. Tại vì tất cả những sản phẩm thì không có sản phẩm nào mà chúng ta có thể tự tin nói rằng sản phẩm của tôi không bao giờ hư, không bao giờ hỏng, cái đó thì không bao giờ có. Kể cả những dòng sản phẩm mắc tiền như là mấy trăm triệu hay là 300-400 triệu vẫn có thể xảy ra lỗi, vẫn có thể xảy ra trục trặc đó. Cái quan trọng vấn đề là chúng ta hỗ trợ khách hàng như thế nào, và chúng ta có linh kiện để chúng ta thay thế hay không. Đó đó mới là cái vấn đề quan trọng. Và đặc biệt cái sản phẩm này thì được thời đại Coffee bảo hành lên tới 18 tháng ha, cho nên khách hàng hoàn toàn yên tâm để mà mua sử dụng cho gia đình cũng được, cho văn phòng cũng được, và cho quán, có những cái quán nhỏ nhỏ có công suất khoảng tầm 100 hay là trên 100 hoặc là tối đa 150 ly một ngày cũng ok ha. Đó thì với những dòng sản phẩm mà nó tích hợp như thế này á, thì nó có cũng có cái hay và đôi khi là cũng có cái không thể bằng những cái dòng chuyên nghiệp được. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta làm sao chọn lựa cái sản phẩm cho nó phù hợp với từng cái mô hình, từng cái nhu cầu ha. Thì những sản phẩm này thì với những khách hàng á, mà chưa có kinh nghiệm về máy, chưa có kinh nghiệm về căn chỉnh pha chế, thì chúng ta vẫn có thể pha được cho mình những cái ly, hoặc pha ra được những cái ly cà phê chất lượng nó tương đối nằm ở tầm trung, hoặc có thể là trên nếu mà có kinh nghiệm rồi. Đó. Còn với những dòng chuyên nghiệp tất nhiên nó sẽ hỗ trợ cho mình nhiều cái khác, và chất lượng cà phê chiết pha ra sẽ cao hơn với những người barista chuyên nghiệp ha. Còn với những người barista không chuyên nghiệp thì những cái dòng này nó rất là thuận tiện, rất là đơn giản, chúng ta đều có thể pha được một ly cà phê tương gọi là ổn ha. Rồi ok, thì bây giờ thì Đại Coffee sẽ tiến hành chiết xuất thử một cái ly cà phê xem nó chiết xuất ra như thế nào ha. Thì khách hàng quan sát thì mình sẽ có một cái đánh giá chính xác nhất đó, một cái đánh giá trực quan nhất ha. Đức cổ sốt đi ha. Rồi. Cái dòng này thì nó rất là đơn giản, nó không có cầu kỳ như những cái dòng kia. Tức là chúng ta phải lấy cà phê rồi chúng ta nén cà phê, thì dòng này nó tối ưu hóa vấn đề những cái quy trình đó. Chúng ta chỉ cần đút tay cầm vô rồi chọn cái menu chúng ta cần xay ha. Ví dụ như tay đôi thì chúng ta sẽ chọn cái đứng bên double, rồi xay xong thì chúng ta chỉ cần gạt cái cần này xuống. Thấy cái dòng chảy không? Dòng chảy cũng như là máy hoạt động, cái tiếng ồn như thế thì nói chung là so với một số cái dòng khác tương đối là rất là êm rồi. Đó, một số cái dòng mà máy rung khác nó kêu lớn lắm, nhưng mà riêng em này nó rất là êm ha. Và đây là cái kết quả, cái một cái ly espresso mà
máy mới chiết xuất ra này đó. Thứ nhất là về cái lớp rim và cái màu đó, rất là nói chung là tương đối là ok ha. Đó. Với cái mức giá mà 19-20 triệu để sở hữu một cái dòng máy như này thì theo Thời Đại nó là một cái khoản đầu tư rất là phù hợp. Đó. Và tiếp đến thì Thời Đại Coffee sẽ đánh sữa ha. Thì đây là cái sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam, tại vì dịch bệnh Thời Đại Coffee cũng ngại ra ngoài cho nên là lấy cái sữa đặc pha ra để đánh thử để cho anh em thấy ha. Thực ra thì nếu với một người barista chuyên nghiệp với cộng với cái sữa, nếu mà sữa mà thanh trùng thì tất nhiên nó ra sẽ ra cái form đẹp hơn ha. Nhưng mà đây tại vì mình không có sữa kia cho nên mình sẽ test thử trên cái sữa này để cho chúng ta cùng đánh giá ha. Về cái vòi hơi này á, thì dòng này thì chúng ta có thể điều chỉnh cái độ mạnh, độ yếu của cái vòi steam này ha. Đó, chúng ta có thể cài đặt cái áp suất này để có, nếu mà cần mạnh thì chúng ta tăng áp suất cao lên, còn yếu thì chúng ta giảm áp suất xuống thì nó sẽ đồng thời tỷ lệ thuận với cái vòi hơi này ha. Rồi, cho đến đó, đây là cái thành quả này. Nói chung là cái vòi steam này thì so với những cái dòng chuyên nghiệp thì nó không có thua ha. Tại vì cái boiler của nó tới 3 lít lận. Và đặc biệt nó hỗ trợ được cái mình có thể tăng giảm áp suất ha. Đó. Đây là sữa đặc ha, chứ không phải là sữa thanh trùng nha. Tim hơi bị lệch ha. Ok, không sao, tại vì không phải là barista chuyên nghiệp mà cái chuyện đó là bình thường. Và đây là cái một cái video trải nghiệm, một cái video review sản phẩm để chúng ta có thể là đánh giá cái chất lượng của sản phẩm ha. Đầu tiếp đến thì lại vì sẽ thêm một cái chức năng, đó chức năng pha trà ha. Pha trà thì chúng ta pha bằng cái tay này ha. Trong cái tay này thì chúng ta cũng vẫn có thể pha cà phê được và pha trà cũng ok ha. Đó, trà thì chúng ta lấy, chúng ta cho vô tay cầm như này thôi. Nhấn vô và chúng ta chọn. Nếu mà khách hàng uống đậm thì chúng ta có thể chọn cái single để cái lượng nước pha ra nó ít hơn. Còn double tất nhiên bây giờ cái lượng nước nó cũng sẽ nhiều hơn. Thì nó sẽ nhạt hơn. Chè chúng ta phải chuyển qua bên này. Đó, pha chè thì bên này nó có chế độ pha chè ha. Chế độ pha chè thì nó khác với chế độ cà phê, pha cà phê một chút. Thì bước đầu nó cũng ủ giống như một số các dòng máy pha khác, nhưng mà cái thời gian ủ của trà nó sẽ lâu hơn, nó sẽ tối thiểu là từ 15 cho đến 20, 25, 30 giây tùy khách hàng cài đặt ha, nhưng mà tối thiểu phải là 15 giây. Còn cà phê thì đôi khi mình ủ khoảng tầm là 1, 2 giây thôi, hoặc là 3 giây, 4 giây là nhiều rồi. Đó, và cái quy trình chiết xuất của thằng trà này nó cũng khác. Đó, nó sẽ ủ trong thời gian đó và sau cái thời gian ủ nó sẽ chiết xuất chia ra nhiều cái công đoạn khác nhau. Đó, từng đợt để làm sao nó có thể lấy được những cái hương, cái vị cũng như là cái độ đậm nhất của trà ha.
Rồi, ok. Kết thúc một cái quá trình chiết xuất một ly trà ha. Thì đây là thành quả nè. Đó. Là trà này là trà trà nhài ha. Trà để chúng ta thường thường hay uống trà đá ở quán á. Đó, còn ví dụ như là chúng ta có thể pha bằng trà khô, trà bắc cũng đều được hết, miễn sao là trà ha. Thì những cái video đợt trước á, thì Đại có phi pha cái màu, tại vì trà để lâu ấy màu nó hơi có đỏ, chứ còn trà này thì các bạn thấy nó cái màu nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ xanh hơn nữa. Tất nhiên trà càng mới càng ngon thì cái màu nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, ok, đó là những cái gì thật nhất, những cái gì khách quan nhất về một cái sản phẩm mà thời Đại Coffee đang cung cấp đó. Hy vọng anh em hay quý khách hàng nào có cái nhu cầu hay là quan tâm đến sản phẩm, để lại cái số điện thoại để thời Đại Coffee có thể liên hệ lại để tư vấn cũng như là hỗ trợ, hoặc khách hàng có thể chủ động liên hệ trực tiếp đến cái số hotline của thời Đại Coffee, đó là 0909 281800, hoặc thông qua website thoidaicoffee.com, máycafe24h.com ha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã coi video cũng như là lắng nghe Thời Đại Coffee chia sẻ. Thời Đại Coffee cũng xin chúc mọi người luôn luôn gặp nhiều may mắn, làm ăn thành công và luôn luôn bình an trong cái mùa đại dịch này ha. Rồi, một lần nữa xin chào mọi người.